Xin kính chào hết thảy ông bạn chị em. Bạn chị em khỏe mạnh không? Cảm ơn Chúa. Thay chào Thánh, chúng tôi có lời chào mừng đến gia đình anh Nam, đến hội Thánh Chúa, thầy của Chúa với Thánh chúng ta buổi chiều hôm nay. Phước cho gia đình anh sẽ mời đến dạy đều Thánh chào. Tôi chắc cũng lần đầu tiên biết được gia đình của Nam đây. Dạ. Chúng ta biết nhau và chúng ta có mối thông công anh em trong Chúa với nhau. Amen. Hallelujah. Buổi chiều nay chúng ta cùng suy ngẫm lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu số 1 đến câu số 5. Một phần đoạn rất là quen thuộc mà chúng ta sẽ học với nhau, cuộc đời của Abraham. Tôi xin phép đọc lời của Chúa. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi và cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Abraham dẫn Sarah vợ mình, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan từ đó ra để đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này đến cây dễ bột và môi rê tại Sichem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Mời chúng ta đến với Chúa ngay trong bên này. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài trên cuộc đời mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có lời của Chúa làm linh lương nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Lời của Chúa giúp đỡ chúng con, soi sáng chúng con, hướng dẫn chúng con để chúng con sống một cuộc đời đẹp ý Chúa và được phước Chúa ban. Lạy Chúa, giờ này chúng con tôn trọng lời của Ngài. Con tin rằng lời Chúa có quyền năng trên cuộc đời chúng con. Lời Chúa biến đổi mỗi tâm trí, mỗi hoàn cảnh, mỗi nan đề ở trong cuộc đời chúng con. Bởi vì lời của Chúa là lời năng quyền. Lời của Chúa đầy sự khôn ngoan thông sáng để hướng dẫn cuộc đời của chúng con trọn vẹn trong thánh ý tốt lành của Ngài. Con dân buổi chiều hôm nay, chính mình con cũng như anh chị em chúng con, những người nghe lời của Ngài. Xin Chúa đồng công, xin Chúa ban phước cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung sự cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chiều nay chúng ta cùng suy ngẫm lời của Chúa với đề tài đó là bước đi trong Chúa. Một trong những cái điều quan trọng mà mỗi cuộc đời chúng ta bước đi với Chúa, và mỗi người đều phải suy nghĩ và cảm nhận, mỗi người sẽ có những kinh nghiệm khác nhau, và hầu hết ai đi với Chúa cũng mong muốn cuộc đời mình bình an, cuộc đời mình phước hạnh, cuộc đời mình được vui thỏa, cuộc đời của mình khác ngày trước. Và đó là những cái điều mà chúng ta mong muốn những người theo Chúa. Bước đi với Chúa cho thấy một cái đời sống bước đi ở trong đức tin, bước đi trong thánh ý của Chúa, một đời sống bước đi tin cậy vào Chúa, tin cậy vào sự tốt lành của Chúa. Một người bước đi trong Chúa sẽ không để những hoàn cảnh xung quanh mình chi phối, ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là người bước đi với Chúa sẽ không tập trung nhìn vào hoàn cảnh xung quanh mình đang có, nhưng chỉ tập trung vào Chúa. Nghe lời của Chúa và những lời mà Chúa Ngài phán dạy, những lời mà Chúa phán hứa với cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta tin chắc, chúng ta nắm chắc để chúng ta kinh nghiệm sự phước hạnh Chúa ban cho cuộc đời của mình. Đó là cái điều quan trọng của một người bước đi trong Chúa. Và buổi chiều nay chúng ta sẽ học biết qua phần đoạn kinh thánh này, để qua cuộc đời của Abraham, lúc này ông chưa trở nên tên là Abraham, và cuộc đời này đã có một sự bứt phá
quan trọng cho cuộc đời của mình. Và tôi xin Chúa lời của Ngài buổi chiều hôm nay, nếu như Chúa đã ban phước cho cuộc đời Abraham thì cũng xin Chúa ban phước cho cuộc đời chúng ta, để khi bước đi với Chúa chúng ta có một đời sống bứt phá để được phước và trở thành nguồn phước cho những người khác. Amen. Chúng ta sẽ là những người được phước và trở nên những nguồn phước cho những người xung quanh mình. Đó là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa đó là Chúa muốn chúng ta bình an. Ý muốn của Chúa đó là những điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Ý muốn của Chúa là ban chúng ta đời sống thịnh vượng. Ý muốn của Chúa là ban cho chúng ta đời sống thọ vui. Ý muốn của Chúa là dân cuộc đời này để rồi người ta sẽ nhìn qua cuộc đời chúng ta thấy rằng Chúa quá tốt lành cho cuộc đời của mình. Và Chúa được tôn cao qua cuộc đời của chúng ta. Abraham đã có một đời sống bứt phá khi ông bước đi với Chúa, bước đi trong Chúa. Điều đầu tiên của một người bước đi với Chúa đó là bước đi ra. Có ba cái điểm mà chúng ta sẽ thấy. Và bước đi đến, và bước đi để nhận lãnh phước hạnh. Điều đầu tiên đó là bước đi ra. Từ câu số 1 câu số 2, Chúa nói với Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Điều đầu tiên Chúa nói với Abraham đó là ông phải đi ra, phải rời khỏi cái chỗ mình đang sống, phải xa những người bà con của mình, phải ra khỏi xa nhà cha của mình. Khó khăn bà chị em, khó khăn. Đối với những người Việt Nam chúng ta, dù chúng ta đã qua Mỹ nhiều năm rồi, nhưng mà Việt Nam quê hương của mình vẫn luôn nhớ phải không ạ? Vẫn luôn đau đáu, vẫn luôn khắc khoải, vẫn luôn mong nhớ, luôn luôn đi đâu mình cũng nhớ về quê hương của mình, bởi vì có quá nhiều ký ức, quá nhiều kỷ niệm, cả vui buồn lẫn lộn. Có những người thân quen, có những mối liên hệ. Và một trong những cái điều mà khó bức rứt nhất đó là cuộc sống mình đã quen rồi. Với những cái cũ mà những cái gì đang có, nó gì là nó quá quen thuộc với mình rồi. Nó quá gần gũi với mình rồi, nó gắn bó với mình rồi. Rồi cuộc sống dường như bình yên, yên ổn rồi. Bây giờ Chúa nói Abraham hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con, xa hết gia đình, xa nhà cha của mình. Khó khăn vô cùng. Và Abraham ông còn phải bước đi ra khỏi chỗ đó. Ông còn phải bứt phá, ông còn phải bỏ lại những cái cũ. Và chúng ta biết rằng khi Abraham đi đó là ông dẫn theo vợ mình, cháu mình là Lot, dẫn theo đầy tớ gia súc. Ông giàu mà chị em, giàu có. Và khi một người giàu có, một người có cuộc sống yên ổn, làm ăn đang phát đạt đó, kêu rời đi dễ không? Bao nhiêu công việc, bao nhiêu cái điều kiện, bao nhiêu cái mình gây dựng nên, bao nhiêu cái mối liên hệ mình có, bao nhiêu khách hàng mình đang có đây, bao nhiêu cái chỗ mà mình làm ăn, mình đang được thịnh vượng, và bây giờ phải bước ra những cái chỗ đó, rất là khó. Và Abraham đang ở trong hoàn cảnh đó, ông có những điều mà ông đang lăn tăn ở trong cuộc đời của mình. Có những điều mà ông phải trăn trở, ông suy nghĩ. Ông có những điều mà tôi tin rằng ông sẽ có những cái điều mà ông phải tranh đấu với tâm trí của mình, bởi vì Chúa đang kêu ông còn phải đi ra để bỏ những người đó. Nhưng Abraham chúng ta thấy rằng ông đã đi ra khỏi chỗ đó. Ông đã rời bỏ cái chỗ cũ. Ông chấp nhận. Ông có thể nó đem đến những cái điều nó khó khăn cho ông, để Abraham đi ra khỏi chỗ đó. Và khi đi ra khỏi chỗ đó, qua rời khỏi cái chỗ cũ, để ông đi đến một cái nơi mới. Và chúng ta biết rằng Abraham đi, và ông dẫn đi cả gia đình, cả gia tài đi theo. Không phải đi giống như đi trên xe mình, có đường xá, rồi có chỗ có nơi đâu. Đi lang thang trong sa mạc. Thời đó là đi trong sa mạc thôi mà chị em. Hiểm nghi, mệt mỏi, nắng gió đủ điều. Nhưng Abraham vẫn đi. Rồi ông có đi dò thám trước không? Cũng không. Nếu như chúng ta muốn đi đâu đó, một tiểu bang nào chúng ta sống, thì chúng ta sẽ đầu điểm đầu tiên đó là mình đi qua trước thôi ạ. Vậy ví dụ như vợ chồng anh Nam mà muốn đi qua Cali, thì anh Nam phải đi dò trước đi vùng nào đó, coi thời tiết sao, khí hậu sao, rồi cái vùng đó sống như thế nào, trường học con mình có tốt hay không,
Có mong việc làm như thế nào? Gần có nhiều hội thánh Chúa không? Có mối liên hệ nào anh em không? Chúng ta cần có những điều đó trước khi chúng ta muốn mưu đến một cái nơi nào đó. Chuẩn bị trước. Nhưng ở đây Abraham không hề chuẩn bị. Ông không có cái điều kiện mà để đi trước. Và khi nói Chúa nói đó là Abraham con phải đi ra cái chỗ này. Và ông vâng lời Chúa ông đi ra. Nó cho thấy có một sự bứt phá ở trong đời sống đức tin của Abraham. Có một sự tin cậy, có một sự vâng lời Chúa cách hoàn toàn. Ông rời bỏ cái chỗ cũ để đi đến một cái nơi mới. Và Abraham đã đi. Đã đi trong sự tin cậy Chúa. Và Kinh Thánh cho biết rằng Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Thì bây giờ nói rằng bởi đức tin mà Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Có đức tin lớn vô cùng mà chị em. Chúng ta có khi nào chúng ta đi mà chúng ta không biết mình đi đâu không? Có những người thất tình. Tôi thấy đi xem, có những bộ phim tôi xem đó là khi mà bị thất tình hay xong, cái người đó lên xe buýt, đúng không? Cái đầu cái để xe buýt cái đi vòng vòng, hoặc là taxi, cái taxi hỏi đi đâu, nói đi đâu cũng được, cứ chạy miết đi. Đi mà không biết mình đi đâu. Nhưng cái điều mà Abraham biết đó là ông biết Chúa tốt lành cuộc đời của ông. Ông biết rằng Chúa sẽ dẫn ông đến một cái nơi tốt lành mà Chúa hứa ban cho cuộc đời sống và gia đình của ông. Abraham biết cái điều đó, nhưng cái điều là ông không biết cái địa điểm đó rõ ràng, ông không biết cái chỗ nào chính xác thôi. Nó cho thấy có một đời sống đức tin và có sự bứt phá. Và thương bạn chị em, với những cái gì cũ kỹ trong cuộc đời của mình, với những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng an toàn, ở trong cái phạm vi an toàn, thì chúng ta sẽ không có thể kinh nghiệm được một cái sự bứt phá mới mà Chúa ban cho cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta cứ nghĩ ồ như thế là đủ rồi, ổn rồi, được rồi, thôi không cần nữa. Nhưng điều Chúa muốn đó là mỗi một ngày kinh nghiệm với Chúa. Năm vừa rồi 2021, năm 2022 năm nay, rồi sang năm 2023 thì nó vẫn như vậy, và năm sau, 10 năm sau nó cuộc sống của mình, đời sống đức tin của mình cũng như vậy, chẳng có gì thay đổi. Vui hay buồn mà chị em? Đáng buồn. Bởi vì mình không có một sự bứt phá đổi mới trong đời sống của mình. Không lẽ năm nào cũng vậy, cái tình tà tà, cái nhà thờ nhóm về dân với Chúa ít đồng tiền lẻ rồi đi về vậy thôi sao? Năm nay mình là một tín đồ, nhưng sang năm mình xin Chúa cho mình là những người nhân sự, sẽ là những người mà giúp đỡ hội thánh của Chúa, phục vụ Chúa, sẽ là những người trong ban ngành để giúp đỡ, sẽ là những người dạy đạo, sẽ là những người dẫn dắt những người khác. Và thậm chí có những người trẻ có thể đi học trường Kinh Thánh để trở nên những người hầu việc Chúa. Chúng ta phải có một sự ao ước bứt phá trong đời sống tâm linh của mình mỗi một ngày, để mình không chỉ ôm ấp cái cổ hồi buồn lắm, phải thay đổi. Và cái cũ có những lúc đó là đời sống khô hạn của mình. Đó có thể là những cái sự thất bại cay đắng đời sống của mình. Đó có thể là những cái tội lỗi mà mình lâu nay mình có ở trong cái vòng lẩn quẩn không bứt ra được. Và buổi chiều hôm nay qua lời của Chúa nói cuộc đời Abraham, nói cuộc đời chính mình tôi mà cho em đó là chúng ta hãy ra khỏi chỗ đó. Hãy ra khỏi cái chỗ cũ kỵ đó. Hãy ra khỏi những cái sự thất bại đó, những sự buồn thảm cay đắng đó. Đừng ôm ấp nó nữa, để đi ra để đón nhận cái mới mà Chúa ban cho mình. Và Chúa nói rằng vậy nếu ai trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, mọi sự cũ đều qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mỗi một ngày Chúa ơi, con muốn là con người mới ở trong Chúa. Ngày hôm nay đến ngày mai, con ngày mai con muốn tốt hơn ngày hôm nay. Tâm linh của con phải được lớn mạnh. Đời sống con phải có sự vui mừng hơn. Con sẽ phải có sự kinh nghiệm hơn với Chúa mỗi một ngày. Chúa sẽ ban phước cho đời sống của con, gia đình của con hơn. Đó là một cái đời sống mà chúng ta đi theo Chúa và chúng ta mong muốn tìm kiếm kinh nghiệm với Chúa. Ông bà chị em ơi, nếu chúng ta đi theo Chúa mà không có một sự kinh nghiệm Chúa mỗi một ngày, buồn chán tẻ nhạt vô cùng.
Và đó có thể là những người, có nhiều người lý do, có những người bỏ đạo. Mình phải có một sự kinh nghiệm mới, bứt phá trong đời sống của mình, tìm kiếm Chúa, bởi vì Chúa quá tốt lành, Chúa là nguồn phước hạnh cho mình mà. Và Abraham đã bứt phá, ông bỏ đi những cái cũ để đón nhận những điều mới mà Chúa sẽ ban cho ông. Và với cái đó mà Abraham đã quyết định bứt phá đời sống của mình, đó là ông ra khỏi quê hương, ra những cái nơi mà quen thuộc, những nơi gắn bó, những nơi mà đang sống yên ổn đó, để đi đến một nơi mà Chúa ban cho ông. Điều thứ hai mà Abraham có, đó là ông bước đi đến, ông bước đi ra, là điểm đầu tiên, ra khỏi cái nơi quen thuộc quê hương của mình. Điều thứ hai đó là ông bước đi đến. Ở trong câu số 3, câu số 14, Lời Chúa chép rằng: Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các di tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Sơ Ba đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Abraham đã bước đi đến. Bước đi đến cho thấy một hành động của sự tiếp diễn. Đó là người đó vẫn đang tiếp tục đi. Đang đi đến, không có ý định dừng lại hay bỏ cuộc. Chẳng hạn chúng ta gọi một người nào đó: anh đang đâu vậy? Anh nói: ồ, tôi đang đi đến nhà anh đây. Thì đó là một hành động tiếp diễn. Abraham, ông để ông bước đi với Chúa, đó là ông bằng lòng bước đi đến cái chỗ mà Chúa hứa ban cho. Một cái hành động tiếp diễn, mà cái nơi mà ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ phán hứa với ông, và ông sẽ đi đến tại nơi đó. Và Abraham biết rằng để có thể đi đến tại nơi đó thì ông cần có một đời sống đức tin. Và chúng ta tin rằng nếu không có đức tin thì Abraham sẽ không đi đến cái chỗ mà Chúa hứa ban cho. Kinh Thánh phán dạy với chúng ta đó là: vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Lúc bấy giờ Abraham đi, ông đi bằng đức tin. Bởi vì sao? Với ông đi không biết mình đi đâu mà. Rồi trong mắt ông có thấy gì đâu? Sa mạc thôi. Nắng gió sa mạc cho thấy gì đâu. Thế mà Abraham vẫn đi đến. Ông là một con người có đức tin lớn mà chị em. Và đức tin của ông nó chuyển qua hành động. Và ông cứ đi đến cái chỗ mà Chúa phán hứa với ông. Ông tin rằng Chúa thành tín cuộc đời của ông. Ông tin rằng mình sẽ nhận được cái chỗ mà Chúa hứa sẽ ban cho cuộc đời của mình. Chẳng hạn chiều nay mình nhóm xong, cái ai nói rằng: ô, ở trên cái tiệm điện thoại iPhone đó, nếu mà ai tới cái guestline đó thì 6 giờ tối là họ sẽ phát cho một người cái iPhone. Và nếu như mà chúng ta tin á, thì chúng ta sẽ đi đến, chúng ta nhận được mỗi người cái iPhone thì. Và nếu như chúng ta không tin thì chúng ta sẽ không đi. Và chúng ta không đi thì chúng ta không nhận được. Ở đây chúng ta chỉ nói một khía cạnh, đó là con người, hay là có những cái chương trình khuyến mãi của một cái kinh doanh, tiệm kinh doanh nào đó thôi. Nhưng ở đây chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có sự thành tín tốt lành với cuộc đời chúng ta. Chúa đã phán hứa với Abraham một chỗ, một cái nơi mà ông sẽ nhận lãnh được cho gia đình của mình. Và Abraham đã tin vào điều đó. Ông tin cậy vào Chúa. Ông tin rằng điều đó Chúa hứa với ông thì Ngài có quyền làm trọn điều đó. Và bởi cái đó Abraham vẫn cứ đi. Và ông đi trong đức tin, chứ không phải với những điều mà mắt ông đang nhìn thấy. Những ngày qua tôi cũng đã tập đi với Chúa bằng đức tin. Tôi bước đi với Chúa không phải bởi vì những gì mà tôi thấy. Và nếu như tôi thấy chắc tôi không đi nổi. Bởi vì những điều mà tôi thấy trước mắt thì nó là hàng rào, nó là vực sâu, nó là núi núi trùng trùng điệp điệp.
tôi sẽ không đi được. Và cảm ơn Chúa, tôi công bố những điều đó. Và tôi công bố rằng Chúa ơi, con tin vào sự ban cho của Ngài. Ngài đã mở thì Ngài làm, đã làm thì Ngài sẽ làm cho trọn. Ngài sẽ tiếp tục làm những điều đó trên cuộc đời của con. Ngài sẽ làm những điều đó cho cuộc đời của con, bởi vì Ngài thành tín đối với con. Những gì Ngài phán hứa với con, những gì con nhìn nơi Chúa, đó là con nhìn vào sự tốt lành của Chúa, chứ không phải là những gì buồn thảm, thất bại, những gì đó khó khăn trong cuộc đời của con. Nếu như ngày nào đó chúng ta cùng đi với Chúa, nhưng mà nếu chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta sẽ không đi đâu được, bạn chị em. Tại vì nhìn ở đâu nó cũng khó khăn hết. Bây giờ nói cái chuyện ăn uống không, mà vật giá leo thang kiểu này là bây giờ ăn uống trả tiền cũng mệt nghỉ rồi. Bây giờ người ta nói ô bây giờ là lạm phát, rồi cuộc sống Mỹ khó khăn quá, bây giờ cái gì cũng mắc mỏ hết. Như đó cũng đã, cái chuyện ăn không mà đã mệt khó khăn rồi, huống chi biết bao nhiêu chuyện khác trong cuộc đời của mình. Abraham, ông có thể, ông đủ lý do để nói Chúa ơi thôi, cứ để con ở đây đi, con đang sống yên ổn mà, con đang sống khỏe, sống tốt mà, con đang sống một cuộc sống có thể thịnh vượng mà, bây giờ con cũng giàu có mà. Một người đi mà gia súc nô đầy tớ đi theo, nó đâu phải là nghèo đâu. Trong thời bây giờ mình chỉ cần có những gia súc, gia sản là những người giàu có đầy tớ là những người giàu có. Abraham, ông có thể ở trong cái vòng an toàn đó, và ông có thể nói là Chúa thôi được rồi, thôi Chúa nói kêu ai thì kêu đây, con nhiều đây con sống tới già, con dự hương rồi con về với Chúa là được rồi, không cần nữa, yên ổn rồi, con có muốn mạo hiểm Chúa ơi. Có những lúc chúng ta sẽ nói với Chúa như cách như vậy. Và nếu như chúng ta sẽ chọn cách an toàn, tôi đã nói rồi, thì đời sống của mình sẽ không có sự bứt phá. Nó bứt phá, điểm đầu tiên bứt phá về cái đời sống tâm linh của mình với Chúa. Tôi luôn luôn kích lợi chính mình và luôn kích lợi bạn chị em, đó là hãy có một cái sự bứt phá trong đời sống tâm linh của mình với Chúa đi bạn chị em. Để mỗi ngày mình phải kinh nghiệm một cái mới cho cuộc đời của mình. Tôi nói thật ông bà chị em, đây là những người mà học việc Chúa, giảng dạy lời Chúa cũng vậy. Nếu như mà chúng ta không có một cái gì mới hết thì lúc nào mình cũng cũ kỹ vô cùng. Tín đồ ngồi dưới buồn ngủ hết rồi. Và có những người mục sư học việc Chúa mười mấy hai chục năm nói với tôi rằng sao lúc này tôi thấy mình khô hạn quá. Và chắc chắn ai cũng sẽ có những lúc rơi vào những hoàn cảnh đó, chứ không phải mình ai cũng nói tài giỏi đâu. Và nếu như mình biết cái chỗ mình khô hạn đó, thì mình cần phải nối kết lại với Chúa để có một cái sự tìm kiếm Chúa, để có một kinh nghiệm mới với Chúa. Và những lúc có những lúc mình phải ở riêng với Chúa. Và chúng ta cần phải bỏ những cái cũ đi. Cái cũ là những gì cũ kỹ, là những gì an toàn, yên ổn đi. Để mình có cái gì đó, nó phải có một sự bứt phá trong đời sống tâm linh của mình với đi với Chúa. Để mình mới thấy được cái sự tươi mới với Chúa mỗi một ngày. Và xin Chúa cho mỗi chúng ta có tinh thần đó như tinh thần Abraham. Ông không bằng lòng với hiện tại. Và ông đã bứt phá đời sống của mình. Abraham đã bứt phá đời sống của mình để ông đi với Chúa, bước đi với Chúa trong đức tin. Và Chúa cũng muốn cuộc đời của chúng ta hãy đi đến, hãy bước đi trong đức tin để nhận lãnh những sự phán hứa với Chúa trong cuộc đời của mình. Và điểm thứ ba, điểm cuối cùng, đó là bước đi để nhận lãnh, hay là bước đi để nhận được. Abraham không chỉ là ông bước đi ra, ông không chỉ là bước đi đến, mà ông còn bước đi và ông tin rằng khi ông bước đi, ông sẽ nhận lãnh sự phước hạnh mà Chúa hứa ban cho ông. Abraham đã được Đức Trời ban hứa với ông một xứ tốt lành là xứ Canaan. Và Abraham được Chúa phán hứa ông, đó là Chúa sẽ làm cho ông trở nên một dân lớn, ban phước cho ông, làm nổi danh ông. Ông sẽ trở nên nguồn phước, được Chúa bênh vực bảo hộ. Chúa hứa với ông đó là Chúa sẽ ban phước cho người nào chúc phước ông, Chúa sẽ rủa xả cho những người nào rủa xả ông, được Chúa bênh vực, Chúa bảo hộ. Rồi Chúa nói rằng các chi tộc thế gian sẽ nhờ ông mà được phước.
cuộc đời của Abraham khi bước đi với Chúa, ông không chỉ được phước mà ông trở thành nguồn phước cho nhiều người. Ông không phải là những người chỉ được phước cho riêng mình, nhưng cuộc đời của ông được Chúa làm cho trở nên một nguồn phước. Và tôi thấy nghĩ rằng mỗi chúng ta cứ nhìn vào trong nhà của mình, một cái thùng nước thiệt là lớn ở trên nhà, để trên nóc nhà, và khi chúng ta mở nước xuống thì đường ống nước đó sẽ chảy tất cả những cái ống cúc quanh co ở trong nhà chúng ta, có thể chỗ chúng ta rửa chén, cái chúng ta đánh răng rửa mặt, và nhiều chỗ khác chúng ta chỗ tưới cây vân vân, và cái chỗ đó thành một cái nguồn, và cái nguồn đó nó chảy ra những cái ống dẫn khác. Thương bạn chị em, nguồn phước hạnh cho người khác, mình được phước mà mình trở thành nguồn phước cho người khác nữa, rất là phước hạnh, rất là vui ở trong Chúa. Mình giúp đỡ ai cũng được vui chứ, mình giúp được người khác, người ta vui mà mình cũng vui nữa. Bởi vì con cảm ơn Chúa, qua con có thể giúp đỡ được nhiều người, để danh Chúa được tôn cao. Và cảm ơn Chúa, con trở nên nguồn phước cho nhiều người khác. Có những lúc mà người ta sẽ nhìn vào cuộc đời chúng ta là người ta sẽ thấy ra, ô, người này được Chúa ban phước. Mà chị em có kinh nghiệm được đó không? Sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ nhìn cuộc đời của ai đó và nói rằng, ô, cái người này được Chúa ban phước nhiều quá và tôi cũng muốn như vậy. Mình ước ao như vậy. Và Abraham, ông đã đồng đi với Chúa trong đức tin. Ông đã có một đời sống bứt phá và ông đã nhận lãnh được cái sự phước hạnh đó. Và thưa bạn chị em, đã và đang có những lời hứa nào mà Chúa hứa với cuộc đời của chúng ta? Hãy tiếp tục tin cậy và công bố đi. Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham thì sẽ ban cho cuộc đời cho mỗi chúng ta. Amen. Sẽ không có con cưng đâu. Tất cả mỗi chúng ta đều là con cái của Chúa hết. Và những người nào yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, làm theo lời Chúa sẽ được Chúa ban phước. Amen. Sẽ được Chúa ban phước. Hãy nói với người bên cạnh là bạn được Chúa ban phước. Anh chị em sẽ được Chúa ban phước. Bởi vì Chúa đã ban phước cho Abraham, Ngài sẽ ban phước cho cuộc đời chúng ta. Amen. Phần mỗi chúng ta đó là hãy có đức tin, hãy có sự tin cậy, hãy có sự phó tay cuộc đời của mình trong tay của Chúa để bước đi trong Chúa. Về hình ảnh cây nho, Chúa Giêsu đã nói rằng nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta trong các ngươi thì sẽ sinh ra lắm trái. Trái nói đến điều gì mà chị em? Nói đến cái kết quả, nói đến cái sự thịnh vượng, nói đến những cái sự sung túc mà cuộc đời chúng ta có được. Hãy ở trong Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ kết quả. Tôi cảm ơn Chúa, tôi có nghe lời một lời chứng của anh chị em, đó là trước khi tin Chúa thì sống cuộc sống khó khăn lắm, ngày nào cũng đủ sống hết, chỉ đủ sống thôi, có bữa khi thiếu. Nhưng mà từ lúc tin Chúa rồi, Chúa cho ở một nơi khác và cứ mỗi tháng sắm một cây vàng. Phước hạnh ông mà chém, đó là sự ban cho của Chúa. Đó là kết quả mà những người có Chúa, ở trong Chúa có được ông bà chị em. Amen. Đó là một cái lời chứng nói về ơn phước của Chúa cuộc đời của mình. Đó là kinh nghiệm của một người theo Chúa, tin Chúa, được phước ông bà chị em. Đức Chúa Trời đã ban phước cho Abraham. Một con người, tôi tin lúc bây giờ Abraham cũng sống sung túc lắm. Nhưng khi ông bước đi với Chúa, ông có một sự tin cậy vào Chúa, thì cuộc đời của ông không chỉ được phước mà trở thành nguồn phước cho những người khác. Anh chị em có muốn mình trở thành nguồn phước cho anh em dòng họ mình không? Cho bà con mình không? Bạn bè mình không? Cho những người xung quanh mình không? Abraham đã được Chúa ban phước như vậy. Xin Chúa buổi chiều hôm nay khích lệ chúng ta, lời của Ngài khích lệ chúng ta tiếp tục tin cậy vào Chúa. Hãy cứ bước đi với Chúa. Có thể lắm khi chúng ta đang đi, cuộc đời này có nhiều chông gai, có nhiều hiểm nghi, khó khăn. Không phải lúc nào cũng màu hồng mà chị em.
Không phải tin Chúa lúc nào cuộc đời của mình màu hồng đâu. Lúc nào cũng màu hồng đâu, không có đâu. Cái chuyện đó là chuyện cứ mơ đi. Nhưng chúng ta sẽ phải đối diện với nan đề, sẽ đối diện với những nghịch cảnh sóng gió trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy xem nó là một phần trong cuộc đời của mình, là một phần trong cuộc sống, là điều bình thường dĩ nhiên mà mỗi con người ai cũng phải đối diện với nó. Nhưng bạn chị em, khi chúng ta đang đối diện với những nan đề nghịch cảnh đó, thì cuộc đời của mình có Chúa nó phải khác. Nó khác ở chỗ đó là chúng ta ở trong Chúa có sự bình an. Cái sự bình an cuộc đời chúng ta bước đi với Chúa không phải là sự vắng mặt của những nan đề mà chúng ta đang đối diện, nhưng là sự có mặt, sự hiện diện của Đức Chúa Trời với cuộc đời chúng ta ở trong những nan đề đó. Anh chị em có hiểu điều này không? Sự bình an chúng ta có không phải là sự vắng mặt của những nan đề mà chúng ta sẽ không phải đối diện, nhưng là sự có mặt của Đức Chúa Trời ở trong những nan đề, ở trong những cuộc đời của mỗi chúng ta, thì đem đến chúng ta sự bình an. Đem đến chúng ta sự bình an. Vừa rồi tôi có kể ông bà chị em nghe câu chuyện về sự bình an chưa? Con chim ở xa thác nước đó. Tại sao con chim nó nằm ở trong thác nước nó vẫn ngủ yên ổn như vậy? Ở ngồi sóng nước ầm ầm, thác đổ, nhưng mà con chim nó nằm ở trong cái tổ đó, nó vẫn ngủ ngon. Đó mới sự bình an thật. Chứ đôi khi một bức tranh, một phong cảnh thiên nhiên đó, nó êm ả như lá mùa thu đó, bình yên cũng chưa chắc bình yên. Nhưng ở trong bão tố cuộc đời của mình đối diện đó, chúng ta có được sự bình an mới là điều quan trọng. Và những ngày qua, những năm qua, dịch bệnh nó xảy ra với cuộc đời chúng ta, có những người lo lắng ở trong sự sợ hãi, bất an lo lắng. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa, có sự bình an thật. Có sự bình an thật mà chị em. Có những người nói tôi bình an nhưng mà không có bình an chút nào hết. Nhất là những người mà có tiền, có của, giàu có là tối ngủ không có yên. Không có bình an, nó bình an, không có bình an. Nhưng cảm ơn Chúa chúng ta có sự bình an. Bởi vì nếu như Chúa còn cho con sống thì con vẫn tiếp tục sống. Nếu như Chúa cất cuộc đời của con thì con về ở với Chúa. Khỏe mệt không mà chị em? Khỏe. Nhưng mà chị em nói nha. Tôi cũng nói như vậy. Khỏe. Hãy nói một câu xác quyết là khỏe. Ở Chúa, về ở Chúa không phải lao khổ cho cuộc đời của này, mỏi mệt cuộc đời này. Thì không có bận rộn với phải sợ buồn lòng người này, buồn lòng người kia. Sẽ không phải lo lắng nhìn mặt người này, người kia để sống. Không phải nợ này với kia. Không phải trả nợ nữa. Khỏe. Ở với Chúa, khỏe vô cùng. Và đó là sự bình an ở trong cuộc đời của mình, bước đi với Chúa. Và xin Chúa cho mỗi chúng ta có đức tin với Ngài. Chúng ta sẽ bước đi với Chúa như cách mà Abraham bước đi. Đó là ông bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Và Chúa hứa với mỗi một chúng ta đó là có những điều mắt chúng ta chưa thấy, tai chúng ta chưa nghe, lòng chúng ta chưa nghĩ đến, nhưng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều tốt lành cho cuộc đời của chúng ta rồi. Chúa sẽ làm thành những điều chúng ta cầu xin, làm thành những điều chúng ta mong ước, và làm vượt quá những điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Và mỗi ngày tôi luôn cầu nguyện công bố những điều đó. Chúa ơi, con tin rằng Chúa sẽ làm thành những điều con mong ước, và Ngài sẽ làm vượt quá những điều mà con cầu xin với Ngài. Và đó là một chìa khó trong sự phước hạnh để chúng ta mở ra. Chìa khó đức tin sẽ mở ra những cánh cửa phước hạnh mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Mời chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa ngay trong giờ này. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn lời của Chúa luôn luôn tốt lành cho cuộc đời chúng con. Lời của Chúa luôn luôn năng quyền đối với cuộc đời chúng con. Và lạy Chúa, buổi chiều hôm nay con tiếp tục công bố xác quyết rằng chúng con tin cậy vào lời của Ngài. Bởi vì Ngài nói rằng lời của Chúa trọng hơn danh thinh của Ngài. Con công bố lời của Chúa buổi chiều hôm nay sẽ được ấn chứng với cuộc đời của chúng con. Con công bố rằng những gì Chúa hứa với Abraham và ông đã nhận lãnh được sẽ phán hứa với chúng con, và chúng con sẽ nhận lãnh được những ngày tương lai sắp tới. Cuộc đời chúng con sẽ là cuộc đời của sự vui mừng, bình an.
cuộc đời chúng con sẽ làm cuộc đời phước hạnh ở trong Chúa, và cuộc đời chúng con sẽ là cuộc đời của nguồn phước hạnh cho những người khác. Bởi vì Chúa luôn luôn thành tín tốt lành cuộc đời của con. Chúa luôn chăm sóc cuộc đời con. Chúa luôn gìn giữ cuộc đời mỗi chúng con. Và Chúa có một tương lai đầy hy vọng sự tốt lành của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, buổi chiều hôm nay xin thêm lên đời sống đức tin cho hết thảy mỗi một chúng con, để chúng con bước đi với Chúa, chúng con tập trung vào Chúa, chúng con nhìn vào Chúa, và chúng con nương náu cuộc đời của mình trong tay của Chúa, để cuộc đời của chúng con sẽ kinh nghiệm mỗi ngày một phước hạnh hơn ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Con công bố rằng Chúa luôn luôn thành tín đối với cuộc đời chúng con. Và buổi chiều hôm nay, Chúa ơi, xin lấy cất đi những cái cũ kỹ trong cuộc đời chúng con. Những thất bại, những sự cay đắng, những buồn thảm và những tư tưởng của những cái sự mà chúng con nghĩ rằng ôi ổn rồi, chúng con muốn chỉ muốn ở trong cái vòng an toàn. Xin Chúa tha thứ chúng con, lấy cất chúng con ra khỏi những điều đó, để chúng con bước đi một đời sống bứt phá, một cuộc đời mới, để chúng con nhận những sự mới mẻ hơn Chúa ban cho cuộc đời chúng con. Để chúng con tiếp tục nhận nhiều cái mới mẻ hơn Chúa ban cho cuộc đời chúng con. Và chúng con sẽ đón nhận trong đức tin vào những ngày sắp tới. Ở trong Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Thánh Linh dùng lời của Ngài ấn chứng vào lòng của chúng con buổi chiều hôm nay. Xin dạy dỗ chúng con, xin hướng dẫn chúng con, và xin giữ lời của Ngài trong tâm trí, tâm lòng chúng con, để chúng con bước đi với Chúa trong đức tin, trong sự tin cậy, và phó thác cuộc đời của mình ở trong tay của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tất cả mọi điều cho Chúa và công bố rằng Ngài là nguồn phước hạnh cho cuộc đời của con. Và chúng con cầu nguyện trong danh của quyền năng Chúa Jesus. Amen. Hallelujah. Xin kính mời mục sư cùng những phước hội.